Được, được, được. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ mời. Ở video này thì Khải có bán cái cây kiếm Khăn Lâu 30 sinh lực lực cho anh xin tướng quân. Và nói chung thì ở những cái lần đầu mà Khải sẽ rớt ra thì Khải đã nói rồi, cây này bèo lắm khoảng 15-20 kim. Thì nói chung lúc đầu ra thì cũng có người trả giá 15-16-17 các kiểu, nói chung là các kiểu đà điếu. Thì Khải cũng chưa ưng bán nè, Khải chưa ưng bán là Khải chưa muốn bán. Thì tầm này thì anh xin tướng quân này thì anh cũng hỏi hàng qua này rồi. Thì nói hôm nay giao dịch thì ok, hôm nay giao dịch đúng 20 kim vậy nè. Nói chung là vô tiền. Sau khi mua xếp may mắn thì giờ cũng được một món rồi. Ok. Thì Khải giao dịch cho con đường môn nè. Nói chung là hàng nô mà nè, hàng đẹp mà thì từ từ bán thôi, không có nô. Khải thì Khải xác định là nói chung là ba cái hàng đẹp ở server thì nhìn vào mình biết rồi nè. Ba cái hàng đẹp server thì mình biết rồi. Thì ai mua, ai cần thì chỉ có những người nào thiệt chất chịu chơi thì hãy mua nè. Tại vì những cái cây mà khắn lôi 29, 27, 28 nè, sinh lực một lực thì không có mà nó, ở server thì nó cũng dao động tầm 10-15 kim rồi. Còn cây mình thì gọi nói chung là hơn được sinh lực nội lực thêm một chút. Thì nói chung chắc chắn là sẽ hơn những cái kia khá là nhiều rồi. Tại vì nó như vậy nè em chứ, sinh lực lực thế vậy chứ nó khá là khan hiếm nè. Chứ không phải nhiều thì không nói làm gì. Những cái món đồ này rất là hiếm. Nên là bay được cái cây kiếm 20 kim rồi. Nói chung thì ok. Khải lên xem một group thử ai up cuối cùng. Khải tặng cho người đó nem chim su. Đây, ở video này cũng như là Khải có ra một bình luận là ai up cuối cùng anh em. Nói chung là nói là làm thôi nè, chúng mình không có tiếc gì ba cái này cả. Up cuối cùng thì mình tặng nem chim su. Có ai up cuối cùng. Em chờ Khải tí nè. Cho anh em xem. Tại vì cái bài viết Khải vẫn còn anh em, bài viết Khải vẫn còn anh em. Đâu rồi, biết Khải vẫn còn đây rồi. Khải bật full màn hình cho anh em xem. Đây cái cuối cùng đâu rồi, up cuối cùng. Ok, người up cuối cùng là Vũ Quốc Bảo. Người up cuối cùng Vũ Quốc Bảo. Bảo à, cho anh em xem được làm cái đồ xong đó rồi. Vũ Quốc Bảo in, trả lời inbox nhận nên trong show này đã bay 20 kim. Xin tách bình luận. Rồi, đây anh em cùng xem này. Nói chung là vì bài này Khải nói sáng mở mắt ra này, nhận được và anh em nào cần thì BM. Bây giờ Khải đóng bình luận cái. Để bình luận này, đây tích tính năng bình luận đó. Đây như Khải ra lúc đầu nè, mới sáng một mét nè. Nói chung là bữa giờ thì rao hôm nay đến là ngày 5 ngày thì Khải bán 20 kim nhanh gọn cho anh kia anh em ơi. Khải rao thì 35 đó, người ấp cuối nè, kế ông này là hiếu chân là kế không nói nè. Rồi đó, Vũ Quốc Bảo alo. Hello. Nhận 500 xu này. Đã bay kiếm xong. Đó. Rồi, nói chung là xong anh em, nói chung là khả là nói thì làm thôi. Ai ở cuối cùng may mắn bán được thì sẽ tặng 500 xu. Đó. Đã bây giờ thì ông này anh em thấy này, cái cây kiếm rao lên rất là nhiều người, 263 bình luận. Anh em thấy chưa? Server này server đồ xanh mà rất là hot, đồ rất là hot luôn. Những cái món này gọi là hàng nô nên là không có cái gì vội cả nè. Anh em xem tổng lại cái này đó, không có gì phải vội cả đó. Hôm trước kẹt kẹt có bán cho ông kia 15 kim giao dịch nhanh mà ông kèo nèo trả giá nữa, mình bực mà không bán luôn nè. Tại vì những cái coi như thế này thì mình đỡ mình xài cũng được, Khải cũng không muốn bán đó. Anh em thấy chưa, một bài viết mà gần 200 gần 300 300 comment thì em nghĩ thử cái vũ khí này nó đang hot như thế nào. Đó. Rồi nói chung người cuối cùng thì Khải cũng đẩy inbox rồi. Tí nữa Khải sẽ giao dịch 500 xu thôi. Tặng 500 xu chơi lấy lọc. Nói chung là hàng đẹp thì phải cho người đẹp thôi nè. Còn không phải này nọ.
nói chung hàng VIP thì chờ người VIP, hàng đẹp cho người đẹp vậy thôi, chứ không có nôn gì cả. Mình thì mình tâm lý mình vững vàng rồi, nhiều ông vô kiểu nèo rồi làm ạch khác ạch này ạch nọ, nèo 12 13 15, nhưng mà quyết định không bán là không bán nè. Đây up cuối này nè, up cuối hôm qua nè, đó đó, ok đúng chưa? Người up cuối này vụ quốc bảo trả lời nhận này trong show. Ok, chung thì sau khi lên xếp màn bắn 22 thì cũng khá là đẹp rồi. Cảm ơn em đã theo dõi video này nha. Đừng quên ủng hộ một like chia sẻ nha em ơi. Bye bye anh em.